Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Hôm nay chúng ta về Tây Ninh nha bà con. Chúng ta ghé một cái vườn sầu riêng trồng của 5 tuổi rồi mà cây nó không chịu lớn. Chú coi ở trên truyền hình, chú gọi mình và mọi người có thể xem đó mọi người. Bà con chúng ta có thể xem rằng là cái cây này nó không có lớn. Nhìn vô là chúng ta bắt đầu phát hiện những cái vết đen đen ở dưới. Đó, ở dưới đó mọi người, đen ở trên thì không có thấy. Vậy cái này là cái gì bà con? Bà con đoán ra đúng không? Cái này là do nước tưới nó sát cái gốc mà cái nước này lại bị phèn. Và cái nguồn nước này bị phèn khá là dữ luôn. Bà con chúng ta nhìn thấy rằng là nước tưới quăng vô gốc, nước văng tới đâu, rong rêu phủ đồi trai tới đó, xong mà phèn cái gốc. Cứ dạy hoài nó không có lớn cái cây. Cây ra khúc nào rụng lá khúc đó, cứ lên đền phủ đồi trai vậy. Bà con chúng ta quan sát một chút xíu ha. Đó, cây dày rồi sao nó lớn. Đó, cái lá này y như cái linh mà gọi là linh pha nhớt hay là xanh pha nhớt đó bà con, y như nhớt á. Đấy, phèn nó bám cứ cái dòi nước chúng ta nó quăng vòng trong gốc, quăng trên lá là đen thui tùi lùi. Cứ mùa nắng xuống là thấy, tại mùa nắng tứ, mùa mưa đâu có tứ, đâu thấy. Và bà con cũng biết rằng là chúng ta không được tưới nước phèn cho cái cây. Cái việc mà chúng ta tưới nước phèn cho cái cây á, làm cho đất nó chua ha, phèn nó chua. Mà để tưới cho cây á, cây nó không hấp thụ được, hoặc là khó hấp thụ. Và thực sự rằng là những cái chất dinh dưỡng cây nó cũng không có hấp thụ được, khiến cho cây nó bị ngộ độc và nó héo. Nó sống không sống, nó nghẹo không nghẹo. Cái nguyên nhân chủ yếu là cái do mà cái lượng phèn nó có trong nước nó bám rất chặt với cái rễ cây, thành một cái lớp áo ở bên ngoài rễ, làm cho rễ cây nó không có hấp thụ được các cái chất dinh dưỡng ở trong đất. Như vậy thì bà con cũng biết rằng là chúng ta phải làm gì làm để cho cái phèn nó không có ảnh hưởng đến cây. Đó, như vậy là bà con có thể nhìn thấy là những gì mà cái cây này mình quay một cây thôi, nhưng mà những cái cây khác cũng gần như là tương tự như vậy. Thì bà con chúng ta cố gắng là sử dụng cái nguồn nước làm sao cho nó không bị ô nhiễm phèn. Hoặc là bà con phải đào giếng làm sao không có phèn, đào ao bà con xử lý khi mà bà con trồng cây. Chứ bà con tưới như vậy, tưới hoài, tưới nước như vậy, cây nó không có hấp thụ được cái dinh dưỡng nha bà con. Đặc biệt là cái nguồn nước chúng ta phải xử lý trước đã. Còn cái dinh dưỡng thì bà con chúng ta bổ sung ở trong cái gốc của chúng ta là siêu dưỡng cây, hoặc là siêu phục hồi cộng với humic Hoa Kỳ cộng với trico humic, hoặc là một cái sản phẩm khác có tên là Hoàng Thiên Long. Bà con cần về cái tư vấn, cần về hỗ trợ kỹ thuật, cần các cái sản phẩm phân bón như thế nào để mà xử lý cho cái vườn của mình nó tốt hơn, hạ cái phèn ở trong đất, thì có thể kết nối với hồ sơ của công ty, những cái thông tin ở trên màn hình để bà con chúng ta có những cái chia sẻ cũng như là có những cái hình ảnh mà gửi về cho các anh em kỹ thuật tư vấn cho bà con. Và các anh em kỹ thuật sẽ xếp đến tận vườn cho bà con trong một cái dịp mà gần nhất, đến theo cái tuyến. Thí dụ như hôm nay đi Bình Phước, đi quốc lộ 14, quốc lộ 13 sẽ ghé thăm vườn của bà con, mình xếp theo cái lịch. Hôm nay đi về An Giang sẽ xếp theo cái lịch, theo cái tuyến quốc lộ 1 rồi quốc lộ nào đấy đi về An Giang chẳng hạn như vậy. Bà con chúng ta trồng cây thì chúng ta phải hiểu được cái tính chất là cái vùng đất của mình, cái nước của mình tưới nó có bị phèn hay không, đất của mình nó lên nó có bị ruộng mà nó có bị phèn hay không. Bà con chúng ta lưu ý ở những điểm đấy để cho chăm sóc cái cây của mình nó hiệu quả và sau này nó đạt được cái năng suất. Chúng ta phải giải quyết cái ngay từ cái ban đầu là cái nguồn nước trước đã nha bà con. Rồi sau đó thì chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng ở trên đất, ở trên quanh cái tán lá ở trong cái gốc cây của mình. Và chúng ta có thể sử dụng những cái dạng như là vôi. Có thêm một cái số kinh nghiệm nữa là bà con sử dụng tro bếp củi để xử lý cái phèn. Cái vôi là một cái phương pháp mà đang dễ tìm kiếm cái nguyên liệu nhất trong cái việc xử lý cái nước phèn. Bà con chúng ta chỉ cần lấy một cái lượng mà lượng vôi hoặc là tro bếp á, chúng ta vừa đủ, chúng ta pha vào nước và chúng ta pha vào cái nước mà cái nguồn nước nhiễm phèn á, chúng ta tưới. Tuy nhiên cái điều đó không lẽ bây giờ mình trút một cái lượng vôi xuống cái mương kia. Thì bà con chúng ta nên xử lý một cái ao hay tạo một cái hồ để mà chúng ta xử lý cho nó dễ nha bà con nha. Đây là cái cách nhanh nhất và khá dễ dàng để chúng ta xử lý cái nguồn nước phèn bằng vôi hoặc bằng tro bếp. Nhưng thông thường thì tro bếp bà con ít xài, tại vì tro bếp nó tính ra nó cũng ô nhiễm, nhưng nhiều bà con sử dụng cái vôi là nhiều nhất. Thì có thể chúng ta toàn dùng cái nguồn nước sau đó để tưới cho vườn của mình bằng vôi. Đó, thí dụ như là xây cái hồ, làm cái hồ xong rồi cái bà con quăng vôi xuống, hoặc là đào một cái mương nước, chúng ta có cái mương ha, chúng ta đào xong rồi chúng ta quăng vô chúng ta để xử lý cái nguồn nước phèn. Chúng ta xây dựng các cái bể nước lọc phèn để chúng ta tưới, nhưng cái chi phí này cũng khá là cao. Đây là cái cách làm mà rất là nhiều cái gia đình của chúng ta hồi xưa giờ á hay sử dụng cái cách mà lọc nước phèn ở trong giếng đưa ra rồi bỏ than đá đồ để bỏ bể, làm cái bể lọc đó bà con. Những cái phương pháp mà để tưới cho một cái vườn riêng, sầu riêng rộng lớn thì chi phí cũng khá là cao. Đó bà con, chúng ta cũng lưu ý ở những cái điểm mà tại sao là cái cây sầu riêng của bà con nó không lớn, là cái nguyên nhân bà con nhìn vô tự nhiên tại sao thấy cái thân nó đỏ đó bà con, chúng ta cứ quan sát nha bà con nha. Vâng, bà con cũng có thể sử dụng những cái phân bón mà như mình đã nói ở trên cái video này, lúc mà vừa phát cái video này ở lúc trước, thì bà con chúng ta sử dụng cái dinh dưỡng cho cây chúng ta tưới định kỳ cái bộ mà suy dưỡng cây cộng với humic Hoa Kỳ cộng với trico humic, 1 can suy dưỡng cây cộng với 2 gói humic Hoa Kỳ, 2 gói trico humic, thì chúng ta pha cho 2000 lít nước chúng ta tưới gốc. Để mà làm cái gì? Để cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó ăn được cái dinh dưỡng, cũng như là cái đất của chúng ta nó tơi xốp và nó giải độc được cái phèn. Bà con chúng ta cần những cái sản phẩm mà để cho cái vườn của mình nó tốt hơn, thì bà con có thể kết nối với những cái thông tin ở trên màn hình để mà các anh em kỹ thuật cũng như là các bạn chuyên viên ở công ty hỗ trợ cho bà con một cách tốt nhất. Nếu như bà con cần về chăm sóc tận vườn, hướng dẫn tận vườn, thì bà con cũng thể kết nối với công ty để các anh em kỹ thuật đến tận vườn mà hỗ trợ cho bà con trong một cái dịp gần nhất nha bà con. Và cấp thiết nhất thì chúng ta, trước khi chúng ta chờ đợi các anh em kỹ thuật tới á, thì bà con chúng ta nên có nghĩa là liên lạc về cái thông tin trên tổng đài và gửi những hình ảnh kèm, và chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể đặt hàng. Công ty chúng tôi cũng có kinh doanh những cái sản phẩm kinh doanh và cũng kinh doanh những cái sản phẩm mà thuốc bảo vệ thực vật cũng như rằng là phân bón để phục vụ cho các cái vườn cây ăn trái của bà con. Đó là những cái tiêu chí cũng như là cái cách mà chúng ta chăm sóc từ xa, hướng dẫn cho bà con chúng ta chăm sóc vườn từ xa. Thì sau đó thì các anh em sẽ đến tận vườn để mà khám nghiệm như thế này. Thực ra cái video này mình cũng quay lại những cái hình ảnh như thế này, nhưng mà bà con chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là sơ sát và nó rất là tàn tạ. Cứ cái lá non ra một chút xíu, cái lá già nó sẽ bắt đầu rụng và bộ rễ chúng ta nó bị hư, bị bó và bị ô nhiễm. Đã quay rộng ra cho bà con chúng ta xem ha. Cây nào cũng vậy, có tình trạng như thế này. Chỗ vườn thì thả phân bò xung quanh. Tuy nhiên rằng nó cũng chưa có thể đủ mà để cho cây nó ăn đâu bà con. Cây nó chưa có cái đủ, chưa có bộ rễ để nó ăn nữa. Sức nó là giờ đang chống chọi với phèn mà bộ rễ bị bó rất là chặt. Đất thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cứ đất thì bình thường, nhưng mà chúng ta tưới nước lên nó cứ lại nó chua, và cái lá thì cứ đen thui như thế này. Rồi thôi, bye bye bà con. Bà con cũng coi rồi biết nguyên nhân tại sao nó đen cái lá, biết nguyên nhân tại sao nó đen cái thân rồi, đúng không bà con?